Xin chào các anh đã trở lại với kênh YouTube của Ambe Vừa Đồ Đẹp. Ngày hôm nay Ambe xin làm một clip gửi đến các anh, giới thiệu đến các anh một sản phẩm mới cập đến Ambe Shop, một sản phẩm đến từ thương hiệu Robin Skin với mã hàng là 80004. Đấy, anh em nhớ giúp em nhé, 80004. Mã sản phẩm thì em cũng có để bên phần góc trái của video thì anh có thể xem. Để biết thêm chi tiết về cái sản phẩm này, các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ tìm kiếm là 80004 để xem được những hình ảnh chi tiết cũng như là thông tin về sản phẩm. Một sản phẩm rất thích hợp cho các anh đang hút xì gà nhé. Đấy, đến từ thương hiệu Robuskin, một thương hiệu nó quá nổi tiếng rồi. Đấy, với thiết kế hộp hai lớp. Đấy, lớp ngoài là một lớp giấy. Bên trong là một lớp giấy giả da, đây được thiết kế nhìn rất là đẹp. Đây với thương hiệu Robuskin, các anh có thể xem từng góc cạnh chi tiết, rất thích hợp cho anh nào mua làm quà tặng nhé. Thiết kế hộp rất là đẹp. Đây, sản phẩm của chúng ta sẽ bao gồm một bộ giấy tờ cũng như là hướng dẫn sử dụng của hãng. Bên trong là bộ sản phẩm đây. Đấy, một bộ tàu 4 size đấy, dành cho các anh hút xì gà. Bộ tàu 4 size này bao gồm các size dính size xì gà từ 42 đến 57. Đây, các anh có thể chọn ring size phù hợp với điều xì gà mình đang sử dụng nhé. Có 4 size đây. Đấy, thích hợp cho các anh hút xì gà điếu cuối, rất là thích hợp luôn. Một sản phẩm mới vừa cập đến Ambe Shop thôi đã được rất nhiều anh hỏi và cũng như đặt mua với số lượng rất nhiều rồi. Đấy, với thiết kế bộ gồm hai phần, phần ring size cũng như là phần phần đầu ngậm. Đây các anh xem nhìn rất là đẹp, màu hồng ngọc, màu đỏ ngọc nhìn rất là đẹp. Đây, đây với phần dinh sai này được thiết kế bằng đồng các anh nhé, với họa tiết hoa văn của thương hiệu Robuskin được khắc nổi lên sản phẩm nhìn rất là đẹp. Đây, các anh có thể bật chế độ Full HD lên để xem từng góc cạnh chi tiết của sản phẩm này các anh nhé. Cũng như là phần đầu ngậm được làm từ chất liệu là chất liệu sừng các anh nhé. Đấy, giữ nhiệt rất là tốt. Đấy, cũng như các size thì có 4 size nên rất tiện dụng cho các anh khi mình đổi ring size cho xì gà. Đấy, rất là đẹp, màu của nó rất là đẹp nhé. Đấy, em sẽ lấy nét cho các anh xem. Đây, nếu anh nào mà kết cái bộ sản phẩm này thì có thể comment số điện thoại bên dưới video này hoặc gọi trực tiếp cho shop qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình các anh nhé. Sẽ có nhân viên của Ambe Shop gọi lại cho các anh để tư vấn cho các anh về sản phẩm cũng như là hỗ trợ các anh trong việc đặt hàng. Đấy, nếu có bất kỳ câu hỏi nào các anh có thể comment xuống dưới video này, Ambe Shop sẽ giải thích mọi thắc mắc của các anh. Đấy, cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.